nhìn thấy chất quan trọng chưa? Diphosphatidin glycerol. Ok, next. Next. À từ từ, trên. Nhìn nhá, khoảng giang màng nhá, nhìn này. Có chứa cytochrome C, B2, peroxida, nhìn thấy chưa? Cái này phải nhớ nhá. Cái khoảng giang màng nó chứa những cái gì phải nhớ nhá. Nhưng mà nó có chứa một chất rất đặc biệt, đấy là cytochrome C. Hiểu chưa? Em hiểu chưa? Chứa một chất rất đặc biệt, đấy là cytochrome C. Tại sao anh nói cytochrome C nó đặc biệt như thế? Em kéo ít cái hình cuối cùng ấy, cái hình mà nó các cái phức hợp ấy, anh chỉ cho. Đánh hình, tiếp đi. Tiếp. Tiếp đi. Đó, trên, trên đấy. Em nhìn nhá, cytochrome C có thuộc phức hợp số 4 không? Thuộc không? Nhớ là cytochrome C không thuộc phức hợp số 4 nhá. Nó chỉ lăn từ số 3 sang số 4 thôi, nó nhiều lăn ấy. Nó trượt từ. Hiểu không? Nên là trong các câu test ấy, mà người ta cho phức hợp số 4 người ta nhét cytochrome C vào thì là sai đấy. Hiểu cái này không? Sẽ lừa đấy. Okay. Tất cả mọi người phải nhớ nhá. Ok. Next game tiếp. Trên ấy, lượt trên đi.